em không đẹp thì nhưng mà lên sân khấu em dẹp mấy con đẹp quăng bên. Với đất cả viên chiên Vũ Thu Phương. Hello cả nhà. Thể hiện trình cắt quốc không thua kém gì bạn Viu, chính chủ phải lên tiếng dằn mặt. Không phải ngẫu nhiên mà người đẹp bán cá viên chiên và đét Vũ Thu Phương được nhiều người quý mến như thế. Cô thậm chí còn giành được giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất trong cuộc thi Đại sứ Hoàng Mỹ 2020. Cô nàng chính là minh chứng cho câu nói, cái nết đánh chết cái đẹp tồn tại bao đời nay. Vedette Vũ Thu Phương sinh năm 1990, còn được gọi với cái tên là Vedette Cá Viên Chiên để phân biệt với Vedette Vũ Thu Phương bản gốc. Cô nàng nổi tiếng nhờ tính cách vui vẻ cùng lối nói chuyện đầy hài hước. Dù không có ý định chuyển giới, chỉ thích trang điểm và mặc váy áo lộng lẫy, nhưng Vũ Thu Phương này vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Không giống với nhiều người đẹp khác, cô nàng bắt đầu gia nhập giới giải trí với mong muốn truyền tải năng lượng tích cực đến với cộng đồng LGBT và những tiểu thương buôn bán vất vả như mình. Không có lợi thế về ngoại hình, nhưng vedette Vũ Thu Phương vẫn được đánh giá rất cao nhờ thần thái tự tin và khả năng trình diễn không thua kém gì vedette bản gốc. Cô nổi tiếng với phát ngôn, em không đẹp nhưng lên sân khấu em sẽ dẹp mấy chị đẹp qua một bên. Xấu đẹp không quan trọng mà quan trọng là ở con tim mình, vì vậy cứ diễn hết mình. Cũng chính vì vậy mà có lần vedette cá viên chiên bị người mẫu Vũ Thu Phương cảnh cáo một cách hóm hỉnh. Cụ thể, khi thấy đàn em bình luận chúc mừng bên dưới bài đăng của mình, người mẫu Vũ Thu Phương đã trả lời rằng, cảm ơn em, tính bữa nào qua thăm em đây, em quậy cái tên chị ít lắm nha nhỏ. Ngay lập tức, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự thích thú với màn đụng độ giữa hai vedette Vũ Thu Phương bản gốc và bản pha ke này. Có thể thấy, người mẫu Vũ Thu Phương không hề phiền lòng khi bị người khác mượn tên, mà ngược lại, cô còn thể hiện sự ủng hộ đàn em bằng cách hẹn đến quán cá viên chiên để thưởng thức món ăn này. Vedette cá viên chiên từng tham gia cuộc thi Đại sứ Hoàng Mỹ 2020 và gây được ấn tượng mạnh mẽ. Đến với cuộc thi, cô không đặt mục tiêu đăng quang mà chỉ muốn mang đến những thông điệp tích cực cho cộng đồng của mình. Cũng tại chương trình này, cô đã học hỏi được rất nhiều về kỹ năng trình diễn sân khấu từ các vị mentor giàu kinh nghiệm, trong đó có người mẫu Vũ Thu Phương. Hiện tại, vedette cá viên chiên vẫn duy trì được sức hút của mình thông qua việc làm mẫu ảnh và quay clip hài hước song song với việc bán cá viên chiên để ổn định cuộc sống. Mọi động thái của cô trên mạng xã hội đều được dân mạng quan tâm nhiệt tình, cho thấy những nỗ lực và cố gắng từ trước đến nay của cô đều là hoàn toàn xứng đáng. Nhờ tinh thần vui tươi, giàu năng lượng mà vedette cá viên chiên Vũ Thu Phương đã phần nào lan tỏa được những điều tốt đẹp đến cộng đồng LGBT, đó cũng chính là mục tiêu mà cô luôn hướng tới. Ngoài người mẫu Vũ Thu Phương thì Hoa hậu Hương Giang cũng có nhiều bản sao xuất sắc không kém, trong đó phải kể đến cô nàng thuộc giới LGBT tên Quân Anh Mai. Thông qua những video clip trên mạng xã hội, có thể thấy Quân Anh Mai cũng không ngại khi bị so sánh với đàn chị. Đặc biệt nhất, cô nàng càng thu hút được nhiều sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip catwalk giống y hệt Hương Giang, thậm chí còn khéo léo chèn thêm phần âm thanh là giọng nói quen thuộc của Hương Giang, làm người xem mém chút nữa nhầm lẫn đây là bản chính. Cố gắng tập luyện cho năm sau Miss Beauty Queen hay Miss International Queen, Quân Anh Mai viết. Có thể thấy họ là những người đã và đang giúp cho rất nhiều người có cái nhìn tốt hơn, tích cực hơn, đẹp đẽ hơn về cộng đồng LGBT. Mong rằng trong tương lai, họ sẽ còn làm được thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, không chỉ riêng cho cộng đồng LGBT mà còn cho toàn xã hội. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!